Xin chào tất cả mọi người, đây là Phú Hòa 5 tháng rưỡi. Vâng. Hòa ơi. Cú cú. Wow. Khó tính quá. Bắt đầu sẽ có chị Hòa. Chị Hòa đâu? Xin phép được ra mặt. Yeah. Wow. Đây là chị Hòa. Chị Hòa đó chính là chị Ly. Chị Ly của chúng ta đang làm gì đấy? Chị Ly của chúng ta đang rồi em Hòa em đang giận quá. Anh Tôm là không có ở trên mặt. Vâng. Anh Tôm đang em Hòa đang rất là tức giận. Không cho em ngủ. Ui, gồng quá. Xin chào tất cả mọi người. Sau đây Hòa xin phép được đi ngủ. 1, 2, 3, hết giờ. Đâu? Ui, vâng. Chị Hòa đó chính là chị Ly. Đang bế em Phú Hòa. Ui, tóc che mặt quá. Hết giờ.